Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thời tiết hanh khô tại Tây Bắc đã làm bùng phát nhiều đám cháy rừng. Tính đến 19 giờ tối nay thì vụ hỏa hoạn có quy mô tương đối lớn tại vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai đã cơ bản được khống chế. Từ vụ tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận xảy ra ở đường Xã Đàn, Hà Nội cách đây vài ngày, cần rút ra bài học cho cả người đi bộ. Báo động hiện tượng nhiều người dân tự ý dỡ gỗ xưa tại các đình chùa đem bán lấy tiền. Khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục căng thẳng khi các cuộc đụng độ bùng phát tại phía đông của nước này. Trong khi đó, Nga khẳng định vẫn chưa đưa bất kỳ một quân nhân nào tới Crimea. Niềm yêu thích đặc biệt của phụ nữ ở xứ sở Samba với trái bóng tròn. Thời tiết vừa mới khô ráo được một ngày thì ngày hôm nay, nồm ẩm, sương mù và mưa phùn đã quay trở lại với Bắc Bộ và tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Mặc dù khối không khí lạnh liên tiếp được tăng cường, nhưng với cường độ yếu và lệch đông, nên thời gian này thì tình trạng sương mù ẩm ướt xuất hiện nhiều và duy trì lâu hơn ở khu vực Đông Bắc Bộ. Sáng hôm nay, độ ẩm đã tăng trở lại, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù cũng xuất hiện nhiều nơi hơn, đặc biệt là tại các khu vực ven biển gần sông Hồ. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh chi phối đến thời tiết đang bắt đầu quá trình suy yếu và biến tính dần, làm gió chuyển dần sang hướng đông nam ở mực thấp, kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao có xu hướng hạ trục xuống phía nam, nên hiện tượng hội tụ gió cũng mạnh lên, khiến trời nhiều mây, sương mù dày đặc và có mưa nhỏ kéo dài suốt cả ngày. Tình trạng này sẽ còn duy trì trong 3 ngày tới, bởi vì từ đêm hôm nay, một khối không khí lạnh phía bắc yếu lại tràn xuống và lệch đông xuống phía nam. Sau đó, khối khí lạnh lại tiếp tục tăng cường liên tục từ ngày 8 tới ngày 10, trong đó ngày 9 sẽ còn dồn xuống khá mạnh, độ ẩm cao trên 90%. Nhiệt độ chỉ từ 17 cho đến 23 độ. Theo các chuyên gia khí tượng, thời điểm cuối mùa xuân, không khí lạnh thường lệch đông, do đó khu vực Đông Bắc bao gồm Cao Bằng, Lạng Sơn cho tới Hải Phòng và vùng Nam Đồng Bằng bao gồm thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đón lượng ẩm lớn từ biển vào nên thời tiết sẽ xấu hơn với thời gian mưa xảy ra lâu hơn so với vùng núi Việt Bắc. Riêng với các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, do ít chịu tác động của không khí lạnh mà chủ yếu là sự chi phối của vùng áp thấp phía Tây, nên trời phổ biến chỉ nhiều mây vào đêm và sáng sớm, trưa chiều có nắng và nhiệt độ cao nhất ở Lai Châu, Điện Biên vẫn lên đến 30-32 độ. Thời tiết hanh khô tại khu vực Tây Bắc đã khiến cho nhiều vụ cháy rừng xảy ra. Từ đêm qua đến sáng nay, một đám cháy đã bùng phát tại vườn quốc gia Hoàng Liên thuộc tỉnh Lào Cai. Do địa hình núi cao, thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lần thứ hai xảy ra cháy tại vườn quốc gia Hoàng Liên, chỉ tính từ Tết Nguyên đán cho đến nay. Đám cháy bắt đầu từ khu vực suối Na Háng trên độ cao 1.800m thuộc thôn Xéo Mí Tỉ, xã Tả Van, huyện Sapa. Đang trong những ngày gió nóng, khô thổi mạnh nên đám cháy lan khá nhanh. Địa hình nơi đây cũng hiểm trở, núi cao vực sâu nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Nhận được tin báo, ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã lập sở chỉ huy tại trạm kiểm lâm Xéo Mí Tỉ, thiết lập mạng thông tin, đồng thời huy động lực lượng dân quân, công an viên tại chỗ để dập lửa, phát băng cản lửa khoanh vùng đám cháy. Đến thời điểm này, cơ bản đã dập tắt được những điểm cháy lớn ở vườn quốc gia Hoàng Liên. Diện tích cháy chủ yếu là rừng nghèo, rừng tái sinh nên không gây ra thiệt hại lớn. Trước đó vào ngày 2 tháng 2 đã xảy ra cháy lớn tại khoảnh 14 và 15, tiểu khu 296, vườn quốc gia Hoàng Liên, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Tổng diện tích rừng bị cháy là 15,5 ha. Cũng liên quan đến vụ cháy ở vườn quốc gia Hoàng Liên, phóng viên VTC14 vừa kết nối được với ông Nguyễn Văn Vịnh, bí thư tỉnh ủy Lào Cai để thông tin rõ hơn về tình hình tại đây, cũng như là công tác phòng chống và ứng phó của chính quyền địa phương. Điều kiện để dập lửa rất khó khăn. Một là địa hình thì hiểm trở, hai là rất là dốc và vừa qua do cái mưa đá rồi thì băng giá tuyết làm cho các cái trạm thiết bị xuống bị chết khô dày đặc nửa mét, cho nên là rất là nguy cơ cháy cao và lại có gió mạnh. Hôm nay đã huy động 500 dân quân ở tất cả các xã của huyện Sapa là những người có kinh nghiệm. Thế ngoài ra các lực lượng đang chuẩn bị đó là các huyện bạn, thế rồi lực lượng quân đội và lực lượng công an. Tuy nhiên thì cũng có khả thi được là đến sớm ngày mai sẽ xử lý được đám cháy, cho nên là hiện nay đang dùng lực lượng tại chỗ, còn lực lượng ngoài địa bàn thì chưa sử dụng đến, cố gắng trong ngày mai thì xử lý được, bởi vì nó ở tít chân
không có dân sinh sống. Cho nên là hiện nay chưa điều tra được nguyên nhân. Nhằm chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công ty Điện Sông Chanh cùng với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 vừa thống nhất lên phương án xử lý khi vỡ đập thủy điện Sông Chanh 2 ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau một thời gian tiến hành thu thập số liệu thủy văn, khảo sát địa hình, Công ty Thủy điện Sông Chanh 2 và Công ty Cổ phần Xây dựng Điện 1 đã triển khai tính toán xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du ứng với kịch bản vỡ đập thủy điện Sông Chanh 2. Trên cơ sở đó đã xây dựng được 30 kịch bản vỡ đập tiềm năng cho các đập khác nhau. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các chuyên gia đều lựa chọn kịch bản vỡ đập đất bởi có nguy cơ cao hơn khi xảy ra lũ đặc biệt lớn. Theo đó, dựa vào phương án này thì chính quyền địa phương sẽ đánh giá vùng ngập lụt và tiến hành sơ tán dân khi có yêu cầu, giảm nhẹ thiệt hại cho vùng hạ du. Ngay sau buổi ký trao đổi công hàm về khoản vay ODA lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, sáng nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã tổ chức buổi họp báo công bố nguồn vốn vay này cho Việt Nam. Ngoài việc thông báo số tiền 25 tỷ yên tương đương với hơn 5.000 tỷ đồng được đầu tư cho hai lĩnh vực là hỗ trợ quản lý kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh lần 2 và chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thì dự kiến đến cuối tháng 3 năm 2014, JICA sẽ tiếp tục cung ứng khoản vay vốn với tổng kinh phí khoảng 24.000 tỷ đồng cho Việt Nam. Số tiền này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như là kinh tế, môi trường, giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, vì số tiền này chưa được chính thức thông qua nên thời hạn vay cũng chưa được công bố. Như vậy, trong năm tài khóa 2013, bắt đầu từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014, tổng số vốn vay ODA Nhật Bản dành cho Việt Nam đã đạt 200 tỷ yên, tương đương với hơn 40.000 tỷ đồng. Tiếp tục với các thông tin về y tế. Trong nhiều ngày qua thì bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh khi số lượng bệnh nhân tăng cao, mặc dù đây không phải là mùa bệnh. Nguyên nhân có thể là do sự xuất hiện bất thường của muỗi tại nhiều quận huyện, đặc biệt là tại các khu vực đang có các công trình thi công. Mặc dù đang là mùa khô, nhưng trong 2 tháng qua, bệnh sốt xuất huyết đã tăng với hơn 1.780 trường hợp phải nhập viện, tăng 20% so với cùng thời điểm năm ngoái. Đây cũng là nội dung khuyến cáo của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trước nguy cơ sốt xuất huyết lan rộng trên địa bàn thành phố. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 trẻ nhỏ đến khám chữa bệnh sốt xuất huyết. Đây là hiện tượng bất thường vì thời điểm này không phải là chu kỳ của bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân có khả năng là do sự xuất hiện của muỗi tại nhiều khu vực như quận 11, quận 7, quận Bình Tân. Muỗi hoành hành đã gây rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân và đối diện với nguy cơ bệnh tật. Nhiều ý kiến cho rằng việc phát sinh muỗi là do các công trình thi công chặn dòng chảy của kênh mương gây ra hiện tượng lăng quăng và muỗi trong 2 tháng gần đây. Cũng trong thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra dịch sởi và dịch thủy đậu. Do vậy, người dân cần quan tâm và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan phức tạp của các dịch bệnh. Trong khi đó, thì bệnh thủy đậu vẫn có dấu hiệu tiếp tục gia tăng ở nhiều địa phương. Điều đáng chú ý là nhiều trẻ sơ sinh cũng đã bị mắc bệnh này. Trong số gần 20 trẻ bị thủy đậu đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, có không ít trẻ sơ sinh mắc căn bệnh này. Trong đó đáng chú ý là có những trẻ chỉ mới chưa đầy 1 tháng tuổi. Khi vừa sinh ra, do miễn dịch trong cơ thể chưa có, vì chưa được tiêm phòng, cộng thêm nguồn virus lây bệnh xuất hiện ở nơi trẻ sinh sống nên nguy cơ mắc bệnh rất lớn. Trẻ mắc thủy đậu thường có biểu hiện sốt, thường là sốt nhẹ trong một vài ngày. Sau đó sẽ xuất hiện mụn nước khắp cơ thể, sau một vài ngày mụn nước sẽ bong vẩy. Theo các bác sĩ, trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi mắc thủy đậu có thể ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hô hấp và sức đề kháng của trẻ. Với bệnh thủy đậu cần phải được cách ly điều trị, chỉ đi học, đi làm trở lại khi bệnh hoàn toàn khỏi, tránh lây lan cho người khác. Việc cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt là rửa tay, hạn chế tới những nơi công cộng tập trung đông người là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa căn bệnh này. Ca phẫu thuật tách cặp song sinh vào ngày 27 tháng 2 vừa qua của ekip các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thành công trong một thời gian rất ngắn, chỉ gần 2 tiếng đồng hồ. Không chỉ thế, đây còn là ca phẫu thuật được thực hiện khi các bé mới chỉ 6 ngày tuổi, tức là nhỏ nhất trong tất cả các ca tách rời trước đây. Thành công này một lần nữa khẳng định ekip của Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn toàn chủ động trong các ca mổ tách rời các cặp song sinh dính liền. Một tuần trôi qua sau phẫu thuật tách rời, hai bé Nguyễn Thị Xuân Sang 1 và Nguyễn Thị Xuân Sang 2 đã bắt đầu có dấu hiệu đòi ăn. Khoảng hở của xương ức đã được nối kín, không có dấu hiệu nhiễm trùng, không còn dính liền nhau phần ngực, bụng. Điều đó khiến các bé hoạt động dễ dàng hơn rất nhiều.
một cuộc sống mới và độc lập của các bé đã bắt đầu. Đó là kết quả ca phẫu thuật tách rời của ekip bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 2. Quan trọng nhất là mình giữ cho các cháu nó ổn định về sinh hiệu. Mình cai được máy thở rồi đó thì cái vấn đề là mình giữ cho nó không bị nhiễm trùng, sau mổ. Dinh dưỡng đầy đủ để cho có thể lành được cái vết mổ tốt và các bé nó có thể mình cai máy thở được tốt. Và sau đó là cái vấn đề là chúng ta phải theo dõi tái khám sau khi mà bé nó đã ổn định rồi đó. Từ năm 2009 đến nay, đây là lần thứ 5 bệnh viện tiếp nhận các cặp song sinh dính nhau, trong đó đã có 3 cặp phẫu thuật thành công. Tháng 10 năm 2010, bệnh viện tiếp nhận hai bé cân nặng 3,7 kg dính nhau ở phần ngực, bụng và cùng dây rốn. Kết quả siêu âm cho thấy tim hai bé dính vào nhau và có dị tật phức tạp. Với những trường hợp như vậy, các bác sĩ đã phải từ chối tiến hành tách rời vì ảnh hưởng đến tính mạng của các bé, có thể gây tử vong ngay trên bàn mổ. Nguy hiểm với tính mạng của em bé là hai gọi là chúng ta là rhinopagus, nghĩa là dính não, dính xương sọ. Thứ hai là tim nó dính lại với nhau. Thì khi mà nó dính nhau hai cái phần đó thì cái phần tim nó khó nhất, ảnh hưởng đến tính mạng một trong hai bé hoặc là cả hai bé luôn. Phải chịu, tự nhiên mình tách ra thì đương nhiên là hai nguy hiểm đến cả hai bé. Để xác nhận tiến hành phẫu thuật hay không và bước vào một ca phẫu thuật, đó là một quá trình dài. Các bác sĩ phải tiến hành hội chẩn nhiều lần và đưa ra tất cả các phương án có thể xảy ra trong khi mổ và cả những biến chứng sau mổ. Mà khi mà cái đánh giá rảnh rồi ấy, thì lúc đó bệnh viện phải thành lập ekip rất là lớn, bao gồm bác sĩ về nội khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ về phẫu thuật, bác sĩ về gây mê, bác sĩ hồi sức, rất là nhiều một ekip rất là lớn để làm cho bàn bạc. Thậm chí có một số trường hợp chúng ta phải mời những cái chuyên gia về từng lĩnh vực có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực này để chúng ta hội chẩn để tìm ra một phương án tốt nhất có thể cho em bé nếu mình mổ những phẫu thuật đó. Và làm thế nào chọn thời điểm phẫu thuật mà phẫu thuật như thế nào thì bằng bạn rất kỹ, có khi vài tháng Với các ca phẫu thuật quy trình có thể giống nhau nhưng đặc thù mỗi cặp song sinh lại khiến ekip phải có phương pháp khác nhau. Sau nhiều lần tiến hành với sự hỗ trợ của cơ sở vật chất và trình độ y bác sĩ ngày càng tăng cao, các bác sĩ điều hành ekip cho rằng vấn đề con người sẽ quyết định thành công của mỗi ca phẫu thuật tách song sinh. Là ở nhóm phải đồng bộ với nhau, hoạt động rất là đồng bộ, gần như ăn nhịp nhau, bắt nhịp nhau từ cái nhóm phẫu thuật về gây mê và hồi sức, gần như là một ekip mà có một tiếng nói chung. Vì vậy mà đã quen cái chuyện đó rồi thì tôi nghĩ là bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã quen cái cách làm theo kiểu chim quật, mà bệnh viện khác cũng vậy thôi thì làm tăng thêm cái hiệu quả của một cái ca phẫu thuật tái dính. Tại khu vực Đông Nam Á, cứ 50.000 trẻ sinh ra lại có một cặp song sinh dính nhau, đồng thời thường đi kèm với những dị tật bẩm sinh. Với những thành công cụ thể của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các bệnh viện chuyên khoa trên toàn quốc hiện nay, các trường hợp đặc biệt này hoàn toàn có thể có một cuộc sống độc lập và riêng biệt. Ngày hôm nay, mùng 6 tháng 3 tại Vĩnh Phúc, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người xảy ra vào tháng 3 năm 2013 mà nhiều người vẫn quen gọi là vụ quan tài diễu phố. Tại tòa, các bị cáo đồng loạt cho rằng mình không phạm tội và đã bị cán bộ điều tra mớm cung. Trước tòa, các bị cáo đều khẳng định không trực tiếp tham gia sát hại nạn nhân. Trong những lần lấy lời khai sau khi hai kiểm soát viên ra về, các bị cáo đều bị các điều tra viên lấy lời khai đánh đập và ép cung đọc cho bị cáo viết. Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bất ngờ đưa ra nhận định rằng cơ quan điều tra đã có hàng loạt sai phạm vi phạm bộ luật tố tụng hình sự. Bằng chứng là hồ sơ vụ án có rất nhiều bút lục đã bị tẩy xóa hoặc không có đầy đủ chữ ký. Do đó, hội đồng xét xử đã đồng ý với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và luật sư hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ quan tài diễu phố từ đầu. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 14 tháng 3 năm 2013, nạn nhân Tuấn Anh đi nhậu và có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại quán ăn. Ba người sau, người nhà tìm thấy thi thể của Tuấn Anh tại một cống nước ở gần đó. Sau đó, pháp y tỉnh Vĩnh Phúc kết luận nguyên nhân cái chết là do ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân có chấn thương do vật tày gây nên. Cũng chính vì từ ngạt nước mà người dân cùng người nhà đã mang quan tài nạn nhân diễu phố để gây sức ép với cơ quan chức năng. Ba ngày sau vụ tài xế đâm nữ sinh trên đường Xã Đàn, Hà Nội, dư luận vẫn chưa hết xôn xao. Hiện tại, cơ quan cảnh sát đang trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi gây tai nạn của tài xế Đỗ Tú Anh và chưa có kết luận chính thức.
Tuy nhiên rõ ràng vụ tai nạn này là bài học cho cả hai phía, là người điều khiển phương tiện giao thông và cả người đi bộ. Đã bước sang ngày thứ ba, chị Hoàng Thị Quyên, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đường xã Đàn, Hà Nội, tối ngày 3 tháng 3, vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Những người thân của chị đến giờ còn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra với con mình. Trước đó, tối ngày 3 tháng 3, lái xe Đỗ Tú Anh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29U4036 lưu thông theo hướng xã Đàn đi về Ô Chợ Dừa. Khi đến trước cửa số nhà 474 xã Đàn thì đâm phải chị Hoàng Thị Quyên cùng một người bạn đang đi bộ sang đường. Lái xe được xác định là có nồng độ cồn vượt quá mức quy định tại thời điểm gây tai nạn. Còn nạn nhân thì sang đường sai quy định vì không sử dụng vạch dành cho người đi bộ, chỉ cách đó chừng 50 mét. Vì tốc độ của ô tô đấy đi có lẽ cũng lớn. Cho tiếng phanh một phát thì tôi nhìn ra tiếng phanh cái là tung trong kia một người. Và một người cứ lăn như cái trục. Thế là ô tô không dừng mà coi như trèo qua cái người đằng kia. Người dân vô cùng bức xúc đối với hành động của lái xe Đỗ Tú Anh. Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, mặc dù là nạn nhân nhưng cô gái kia có phải chịu trách nhiệm vì đã sang đường sai quy định hay không? Trong trường hợp này, vụ tai nạn giao thông này xảy ra thì không chỉ một mình anh có lỗi mà có cả cô có lỗi. Trường hợp này thì pháp luật chúng tôi gọi là lỗi hỗn hợp. Người tham gia giao thông là lái xe do vi phạm quy tắc là về nồng độ cồn gây ra một hậu quả nghiêm trọng cho người đi bộ sang đường thì anh ta phải chịu trách nhiệm về mặt hình sự. Anh ta bị khởi tố về một tội danh là vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Còn cô gái này tự tham gia giao thông với một cái lỗi là sang đường không đúng phần đường quy định thì cô ta phải chịu trách nhiệm là bị xử phạt vi phạm hành chính. Tại các thành phố lớn của nước ta, không khó để có thể bắt gặp hình ảnh người đi bộ không đi đúng luật, làm cản trở và thậm chí là gây nguy hiểm cho những loại phương tiện khác. Người ta sẵn sàng sang đường bất cứ chỗ nào tiện nhất, mặc dù chỉ cách đó mấy bước chân là phần đường hay cầu dành riêng cho người đi bộ. Theo Điều 12, Nghị định 34 của Chính phủ quy định xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 120.000 đồng. Nhưng trên thực tế, hầu hết người đi bộ đều không hề hay biết về quy định này, vẫn vi phạm vì chưa bao giờ bị phạt. Vụ tai nạn trên đường xã Đàn là lời cảnh tỉnh cho những lái xe uống rượu bia mà vẫn điều khiển giao thông, nhưng cũng là bài học đối với cả những người đi bộ. Bởi đã tham gia giao thông thì đi bộ cũng cần phải đúng luật. Và bên cạnh đó, hạ tầng giao thông cũng cần chú ý đúng mức đến nhu cầu của người đi bộ. Mấy ngày gần đây, người dân thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội vô cùng bức xúc khi những người đứng đầu thôn đã tự ý dỡ bỏ gỗ xưa của một ngôi đình cổ đem bán lấy tiền. Được đồn thổi với cái giá trên trời, gỗ xưa từng là nguyên nhân gây ra những vụ hỗn chiến đẫm máu. Và đến bây giờ, vì gỗ xưa, người ta bất chấp cả những điều kiêng kỵ về mặt tâm linh. Với lịch sử tồn tại hàng chục năm thì ngôi đình này đã gắn bó với nhiều thế hệ của người dân thôn Cựu Quán. Nhưng cho đến thời điểm này thì đây là hiện trạng của ngôi đình. Gạch đá chất ngổn ngang, toàn bộ gỗ xưa của mái đình bị tháo dỡ. Dù gỗ bán đi lên tới 120 kg, với tổng số tiền thu về là 1,2 tỷ đồng. Tầm 8 giờ sáng thì bắt đầu dỡ, 8 giờ 8 rưỡi sáng thì dỡ, cho đến 4 giờ chiều thì xong. Xong thì cho đến khoảng 7 giờ thì thầy chùa mới về thì là cân bán cho thầy. Việc bán gỗ xưa diễn ra vào 7 giờ tối ngày 2 tháng 3, được quyết định bởi 6 người, trong đó có chủ tư Nguyễn Hữu Thắng, ông Nguyễn Phú Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đức Thượng, ông Nguyễn Phú Lực, trưởng thôn Cựu Quán và những người chủ chốt khác của thôn. Tuy nhiên, những người dân sinh sống ở đây lại hoàn toàn không biết. Cho đến ngày hôm nay, sau nhiều ngày xảy ra sự việc, người dân vẫn không khỏi bức xúc. Chuyện mà các ông ban chấp hành lãnh đạo đã dỡ thi hành ban đêm là chúng tôi hầu như là không ai muốn biết một cái gì cả. Các ông làm dấu. Đấy. Lên sau hôm sau tôi biết
đấy là cái sự bức xúc của tôi. Tôi ra thì đã các bạn đã nhìn thấy cái sự cảnh toan hoang của một cái nơi linh thiêng. Thì chúng tôi mất của bên thánh thì chúng tôi cũng là của dân của làng ở đây. Từ thở chúng tôi nhớ là bây giờ 73 tuổi thì còn đời con đời cháu chúng tôi chứ có phải là một đời chúng tôi một gia đình đâu. Một số người dân còn cho biết trước đây đã từng mất nhiều vật dụng khác bằng gỗ xưa nhưng không truy cứu. Đến lần này, người dân đã báo cho chính quyền để giải quyết. Thì sự việc là có thật. Thế là một phần cái mái vảy, phần nối giữa tiền đường và hậu cung là đã bị tháo dỡ. Thì trước cái việc đó thì chúng tôi đã yêu cầu các đồng chí công an giữ nguyên hiện trường và làm các cái thủ tục theo cái trình tự của luật pháp. Đến thời điểm này, chưa có một nghiên cứu nào khẳng định giá trị thực sự của gỗ xưa. Nhưng chính sự mù mờ đó đã khiến cây xưa thường xuyên bị chặt trộm. Thậm chí vào năm 2012, khi có tin gỗ xưa được tập kết trong rừng, thì hàng trăm người dân và các đầu nậu, giang hồ tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình gây ra cuộc xung đột dữ dội, chấn động dư luận. Chuyển sang phần tin quốc tế. Vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 3, các cuộc đụng độ đã bùng phát tại thành phố Donetsk, miền đông của Ukraine, giữa phe thân Nga và phe thân phương Tây. Vụ việc đã làm ít nhất 10 người bị thương. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ phóng viên hiện trường cho biết những người biểu tình sử dụng nắm đấm cùng với gậy lao vào tấn công lẫn nhau ở trung tâm thành phố Donetsk. Những người biểu tình ủng hộ Nga đã tái chiếm tòa nhà chính phủ, một hành động diễn ra chỉ vài giờ sau khi phe thân châu Âu chiếm giữ tòa nhà, hạ cờ Nga trên nóc và thay thế bằng quốc kỳ Ukraine. Vụ việc này đã dẫn đến một cuộc biểu tình lớn với khoảng 5.000 người ủng hộ chính quyền ở Kiev tại Donetsk. Cảnh sát cố gắng giải tán đám đông, tuy nhiên đụng độ vẫn xảy ra do không thể tách biệt hai nhóm người ủng hộ hai bên đối lập. Donetsk được coi là thành trì của ông Viktor Yanukovych, tổng thống bị lật đổ tháng trước. Cư dân thành phố này tự bầu ông Pavel Gubarev là lãnh đạo mới và không chấp nhận Sergei Taruta, người được chính quyền mới ở Kiev chỉ định. Cũng trong ngày hôm qua mùng 5 tháng 3, Bộ Ngoại giao Estonia đã khẳng định tính xác thực của đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao nước này Urmas Paet với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Catherine Ashton. Trong đó hai bên thảo luận về việc một trong những thủ lĩnh lực lượng đối lập tại Ukraine đã thuê các tay súng bắn tỉa bắn vào những người có mặt ở quảng trường trung tâm thủ đô Kiev trong các cuộc biểu tình tại đây. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến sự phản đối của Tổng thống Yanukovych bùng phát. Trong đoạn băng được tải lên Internet, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia nói hiện đang có sự thừa nhận ngày càng lớn ở Kiev rằng đứng đằng sau các tay súng bắn tỉa không phải do ông Viktor Yanukovych mà là một ai đó trong liên minh cầm quyền mới. Trong khi đó, bà Ashton nói rằng việc này cần phải được điều tra. Theo ông Paet, tất cả những bằng chứng như các bức ảnh, chứng thực của bác sĩ đã chỉ ra rằng những tay súng bắn tỉa sát hại cả cảnh sát lẫn người biểu tình. Ông cũng nhấn mạnh điều thực sự gây quan ngại là giờ đây liên minh mới ở Ukraine không muốn điều tra chính xác những gì đã xảy ra. Trong đoạn ghi âm trên được cho là xảy ra vào ngày 26 tháng 2, trước thời điểm thành lập chính phủ tạm quyền ở Ukraine, bà Ashton và ông Paet cũng thảo luận về vấn đề thành lập chính phủ mới ở quốc gia này. Phát biểu trong cuộc họp báo khẩn cấp ngày 5 tháng 3, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Estonia rất lấy làm tiếc khi đoạn băng ghi âm trên bị rò rỉ trên YouTube. Đồng thời, ông Paet nhấn mạnh vụ việc bắt người kể trên cần được điều tra độc lập. Liên quan tới tình hình Ukraine, ngày 5 tháng 3, phát biểu qua điện thoại với các phóng viên, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Jan Eliasson đã lên tiếng phản đối việc đặc phái viên của tổ chức này được phái tới Cộng hòa Tự trị Crimea đã bị các tay súng không rõ danh tính đe dọa, đồng thời bác bỏ tin tức trước đó nói rằng ông này đã bị bắt cóc. Cũng theo thông báo của Liên Hiệp Quốc, ông Robert Seri đã rời Crimea về Kiev. Ngay sau đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông sẽ cử một đặc phái viên thứ ba đến Ukraine. Cũng liên quan đến tình hình tại Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày hôm nay cho biết Nga chưa triển khai quân nhân ở Crimea và những bức ảnh phương tiện quân sự và đoạn phim một binh sĩ tự nhận thuộc Nga là một sự khiêu khích và vô nghĩa. Hãng tin Intatas dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cho đến nay Nga chưa hề triển khai quân nhân ở Crimea. Đây là câu trả lời của ông Shoigu khi được hỏi về phản ứng trước những bức ảnh chụp các phương tiện quân sự mang biển số Nga ở bán đảo Crimea.
Trang tin ukrstream.tv hôm qua đăng tải một đoạn video trên YouTube có hình ảnh một nhóm người có vũ trang đang tuần tra căn cứ quân sự Ukraine ở khu vực biên giới Ukraine giáp với Nga và tự nhận là công dân Nga. Tuy nhiên, ông Shoigu bác bỏ tính trung thực của đoạn video. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết ông không biết gì về việc các nhóm tự vệ ở Crimea có xe Lin và Tiger, loại xe bọc thép được quân đội Nga sử dụng. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn của Thủ tướng Đức hôm nay kêu gọi Nga không nên làm Ukraine thêm bất ổn khi các lực lượng thân Moscow đã kiểm soát được nhiều vị trí quan trọng trên bán đảo Crimea. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cùng ngày cho biết sẽ cử 35 quan sát viên quân sự tới Ukraine. Những quan sát viên không vũ trang thuộc 18 quốc gia thành viên, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức, Canada và Anh đang trên đường tới thành phố Odessa. Đánh giá về những diễn biến tiêu cực đang diễn ra tại Ukraine, một chuyên gia sử học của nước này cho rằng chính sự khác biệt về ngôn ngữ đã gây ra tình trạng chia rẽ, bất hòa trong nước, chứ không phải là do các vấn đề lịch sử trong quá khứ giữa hai quốc gia láng giềng, Nga và Ukraine. Theo giáo sư Andrew Pechersky, giảng viên trường đại học Vis, việc người dân Ukraine nói hai thứ tiếng khác biệt là ngôn ngữ Nga và ngôn ngữ Ukraine đã dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội hiện nay tại quốc gia Đông Âu này. Người miền Tây nói tiếng Ukraine, trong khi ở khu vực miền Đông lại trộn tiếng Nga. Chính điều này đã gây ra một mối bất hòa lâu nay giữa hai vùng miền. Tuy nhiên, ông Andrew cũng nhấn mạnh, ngoài sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử hai khu vực này khá tương đồng. Ukraine là một quốc gia độc lập đa văn hóa, do đó người dân hai vùng này cần tư duy rõ ràng để hành động đúng hướng trong bối cảnh hiện nay. Liên quan đến tình hình Ukraine, những người yêu chuộng hòa bình tại đất nước này đang kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc để sớm chấm dứt tình trạng bất ổn trong nước. Tôi muốn tất cả người dân Ukraine hiểu rằng họ đang sống ở một đất nước thống nhất. Chúng ta đều biết rằng phía Đông có nền kinh tế phát triển hơn và người dân phía Đông cần tận dụng tiềm lực kinh tế để giúp đỡ các khu vực khác cùng phát triển. Diễn biến căng thẳng tại Ukraine những ngày qua đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nước này, nhất là khi giá lương thực thực phẩm tại đây đã liên tục bị đẩy lên cao. Với người dân Brazil thì bóng đá đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Không chỉ là niềm đam mê đối với cánh mày râu, mà môn thể thao vua cũng đang trở thành thú vui ưa thích của trẻ em phụ nữ ở nhiều nơi trên khắp đất nước của vũ điệu Samba. Đã từ lâu, bóng đá trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cộng đồng người bản địa ở thành phố Manaus, thủ phủ của bang Amazonas. Không chỉ có đàn ông mà cả phụ nữ cũng hào hứng tham gia các hoạt động liên quan tới môn thể thao vua. Chúng tôi thường đi chơi bóng trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ chiều hàng ngày. Những ai không phải trông con nhỏ thì đi đá bóng thường xuyên hơn. Hầu hết phụ nữ ở đây đều ở nhà làm công việc nội trợ, nên bóng đá chẳng mấy chốc mà trở thành thú tiêu khiển những lúc rảnh rỗi của họ. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để các chị em tụ tập trao đổi kinh nghiệm chăm sóc gia đình. Tôi thích bóng đá vô cùng. Ngoài bóng đá ra tôi chẳng hứng thú với những gì khác cả. Huấn luyện viên trưởng cho chúng tôi thi đấu với các cộng đồng dân cư khác. Nhờ đó mà chúng tôi được giao lưu học hỏi. Patricio, huấn luyện viên của đội bóng đá nữ địa phương cho biết, mục tiêu của anh không phải là huấn luyện các vận động viên chuyên nghiệp, mà chỉ giúp các bà nội trợ có khoảng thời gian hoạt động thể thao, tránh các bệnh liên quan tới việc lười vận động. Bóng đá mang đến cho họ niềm vui, sự thoải mái và hơn hết là một sức khỏe tốt. Không quá khó chơi, cũng không phải là môn thể thao quá đẳng cấp. Chính vì vậy không khó hiểu khi bóng đá được người dân nghèo ở đây ưa chuộng. Bóng đá đã trở thành cầu nối đưa họ đến gần nhau hơn. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.